Bây giờ mình mở ra nhé. Mở máy xem thử. Đây à. Rồi. Đây nút bấm. Nó bị gì hết. Không bấm. Giờ mình thử tháo ra nhé. Tháo ra xem nó có gì thôi. Cho ghế ra. Cho ghế xăng thơm vào. Bốc. Để chạy sửa. Ây, vui phớ mẹ ơi. Phải. Nó chập chỗ này. Chúng ta đi. Chúng ta đi. Chúng ta đi. Chúng ta đi. Chúng ta đi.